Kính chào quý vị, sau đây sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Thông tin mới nhất về cơn bão số 6 chiều nay, ngày 27 tháng 10. Bão số 6 đã đi vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng. Do ảnh hưởng của bão số 6 tại đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị, có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Đảo Cù Lao Chàm, Quảng Nam, có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, cấp 6, giật cấp 7. Lệ Thủy, Quảng Bình, gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Nam Đồng, Thừa Thiên Huế, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cẩm Lệ, Đà Nẵng, gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Từ đêm hôm qua đến chiều nay, ngày 27 tháng 10, thì khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính đến 13 giờ ngày 27 tháng 10 phổ biến từ 100 đến 250 mm. Cục bộ có nơi trên 400 mm. Trong 24 giờ tiếp theo, thì bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, sau đó là Đông Nam với tốc độ từ 3 đến 5 km một giờ, sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do tác động của bão nên các vùng biển, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Ven biển, các tỉnh từ Quảng Bình cho tới Quảng Nam có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao từ 0,4 đến 0,6 mét. Mọi tàu thuyền hoạt động trong khu vực biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Đồng thời, nguy cơ cao ngập úng ở vùng trũng thấp ven biển, sạt lở đê, kè biển tại ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam do tác động của sóng lớn và nước dâng do bão. Trong khi đó, thì trên đất liền, các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 24 cho đến 27 độ C. Do ảnh hưởng của mưa bão, nên từ nay ngày 27 tháng 10 đến 29 tháng 10, lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị khả năng lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại khu vực vùng núi, sạt lở bờ sông, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Xuôi xuống Tây Nguyên và Nam Bộ thì trời có nhiều mây, có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4 là hình thái thời tiết chính ở khu vực này, nhiệt độ trong ngày từ 22 cho đến 25 độ C. Ở Tây Nguyên từ 29 đến 32 độ và ở Nam Bộ, tại Bắc Bộ, thì trong ngày hôm nay thì trời nhiều mây, một số nơi có mưa rào và dông. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ có nắng gián đoạn, trời rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 27 cho đến 30 độ C. Có nơi trên 30 độ. Mang hình thái thời tiết tương tự Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An cũng sẽ có mưa rào và dông rải rác. Sáng và đêm trời lạnh với mức nhiệt phổ biến từ 24 cho đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Thưa quý vị, bệnh thối nhũn ở rau cải có thể do một hoặc nhiều loài nấm gây ra. Nguồn nấm bệnh tiềm ẩn trong đất hay do giá thể, trồng không sạch. Từ đất ruộng, rau trồng vụ trước nhưng không được xử lý triệt để nên để dễ lan truyền cho vụ sau. Nấm dễ dàng phát sinh, phát triển trong điều kiện độ ẩm không khí cao và nhiệt độ từ 12 cho đến 35 độ C. Đặc biệt, vào mùa mưa khả năng gây hại nặng hơn mùa khô. Ngoài ra, thì việc thoát nước kém cũng làm cho nấm bệnh phát triển. Để khắc phục thì bà con cần thực hiện các biện pháp sau. Làm đất, giá thể thật kỹ trước khi ươm hạt, gieo trồng. Bón phân hợp lý, cân đối tỷ lệ NPK. Vườn ươm hạt giống rau phải đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng, có mái che mưa, đánh luống cao và không bị đọng nước. Dùng dụng cụ sạch để thu hoạch rau, tránh trường hợp tạo vết thương để nấm bệnh xâm nhập. Thường xuyên quan sát cây để có thể phát hiện bệnh kịp thời. Sử dụng các loại thuốc phòng trị nấm gây thối nhũn vi khuẩn theo nguyên tắc 4 đúng. Như thường lệ, trong phần cuối sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai.